Vâng, đây là bến thuyền Vịnh Bái Tử Long, Quảng Hồng, Phả Cẩm Phả, Quảng Ninh. Lúc này sóng yên biển lặng, nước rút, phong cảnh rất tuyệt vời. Và khá yên tĩnh bởi tiết trời là mùa đông. Và xin gửi đến quý vị các bạn một cây xanh to khủng của anh Thăng Cẩm Phả. Hiện nay nó đang rất cao. Vít nó ra thôi. Bây giờ bỏ cái này đi. Cái này lấy đến nước mầm này à. Cái mầm này à, cái này đêm anh chưa qua đấy, đêm anh ra cho bản xét mà. Các bạn đang nhìn trên màn hình thì hiện nay nó đang còn đi 1, 2, 3, 4. Thì tôi sẽ bỏ tiếp cái đoạn này đi. Bỏ đi để cho nó giảm cái chiều cao. Và cái thân bên này thì tôi sẽ lấy, đây nó đang có cái mầm ở đây rồi. Sẽ cắt tiếp đi. Sau đó sẽ đảo ngọn về phía cái cành phía sau các bạn nhé. Cái cành này, cành này. Cái này để cắt sau lấy chỗ đứng. Em sẽ có tiền để bắn cho anh Trạm một ít tiền đấy, anh giả cái tiền này cho người ta, giả cái máy cho ta cái. Bắn anh khoảng trăm. Bà bắn tạm cho anh Trâm để anh giả cái tiền máy cho nó. Đừng lại nó trước. Chưa bật lại là cả tay. Thank you.
Đây cầm cành demo ra. Thẳng gãy mầm này. Mày phải cầm ra cái này cả. Cầm chuẩn vào. Rồi, quý vị và các bạn đã theo dõi. Sau khi nó có 4 cành thì Tiến sự cắt cái cành này đi. Và để cho nó giảm cái chiều cao các bạn nhé. Giảm chiều cao và sẽ lấy cái ngọn ở phía đằng sau này hồi về. Nó có cái độ sâu cây, nó hút cây hơn. Ở sau này sẽ... Đây có một... Sau này sẽ ra đây một ngọn. Đây... Hai ngọn này nó sẽ thấp hơn cái ngọn chủ này các bạn. Và cây nó sẽ lùn đi. Bây giờ thì nó chỉ vào 1m7, 1m8 thôi. Sau này hoàn thiện nó chỉ khoảng 2m2 thôi các bạn nhé. 2m2 thôi. Đây những cái điểm này chúng ta có thể bổ sung. Rồi. Đây là cái xanh cốt rất là nục nạc. Đứng hẳn lùi nó vào nào. Cầm mỗi cái bỏ cái kéo ra. Mỗi cái này cầm không được. Vâng, video này tại nhà anh Trực Thăng Cẩm Phả. Cốt này là cốt rất là to các bạn nhé. Rồi, cái sự cắt là demo mấy cái nét chính thôi. Sau này thì chúng ta còn có dữ liệu chúng ta sẽ làm được đẹp hơn. Cảm ơn các bạn theo dõi video này. Xin hẹn gặp lại quý vị trong một video sau. Và các bạn mới đừng quên đăng ký kênh nhá để ủng hộ Tiến sự làm video.